Trong tháng 3, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,4% so với tháng trước, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Tính chung 3 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng trưởng tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2023. Ghi nhận sự tăng trưởng của 7 sản phẩm chủ lực của tỉnh là thủy sản chế biến tăng 3,3%, gạo, xe sát, lau bóng tăng 46%, miếng, hủ tiếu, bánh tráng và các loại tương tự tăng 3,9%. Thức ăn gia súc, thủy sản tăng 4,2%. Các bộ phận của giày dép bằng da tăng 27,2%. Thuốc viên các loại tăng 3,1%. Bia tăng 89,1%. Sáng nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cao Lãnh tổ chức buổi tọa đàm về giải pháp phát triển cây sầu riêng bền vững, gắn với xây dựng quản lý mã số dùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Tại buổi tọa đàm, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hưu, giảng viên cao cấp trường đại học Cần Thơ, cùng hơn 300 nông dân trồng sầu riêng và cán bộ kỹ thuật ở các xã Bình Thạnh, Mỹ Long, Mỹ Hiệp, Bình Hàng Tây, Bình Hàng Trung, Mỹ Hội, An Bình và thị trấn Mỹ Thọ, trao đổi các vấn đề về áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật trong sản xuất, canh tác, chăm sóc cây sầu riêng. Trong đó có hướng dẫn sử dụng phân hữu cơ, nấm đối kháng và phòng trừ sâu bệnh hại để phát triển cây sầu riêng một cách bền vững, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. Tổ chức quản lý sản xuất, xây dựng phát triển chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ trên cây sầu riêng trong thời gian tới. Quỹ ban nhân dân thành phố Sa Đéc sẽ tổ chức lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian, nghề làm bột gạo Sa Đéc, xã Tân Phú Đông và phường 2 thành phố Sa Đéc. Buổi lễ dự kiến tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 26 tháng 4 tại quảng trường thành phố, đường Tôn Đức Thắng, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc. Các hoạt động sẽ có tại buổi lễ như không gian trưng bày triển lãm các công cụ, dụng cụ làng nghề sản xuất bột Sa Đéc kết hợp với trưng bày giới thiệu các sản phẩm làm từ bột gạo, sản phẩm ô cốp các huyện thành phố trong tỉnh. Hội thi chế biến 49 món ăn và bánh dân gian từ các loại bột sa Đéc. Hội thảo thực trạng và giải pháp phát triển bền vững các sản phẩm sau bột trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Game show rung chuông vàng, tìm hiểu lịch sử hình thành nghề làm bột gạo Sa Đéc, dần dần. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8 tháng 4, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi hơn 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 50%. Thời gian nắng nóng trong ngày từ 12 đến 16 giờ. Cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và quả hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Hôm nay, Quỹ ban dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định về việc công nhận các quyện thành phố đạt chuẩn về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023. Theo đó, quyết định đã công nhận 12 trên 12 quyện thành phố trên địa bàn tỉnh đều đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2023. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp tổ chức cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật năm 2024 rạng ngời sắc sen nhằm hưởng ứng lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ hai. Ban giám khảo sẽ chọn 100 ảnh để triển lãm tại lễ hội, trong đó có 12 ảnh xếp giải Cuộc thi dành cho tất cả các nghệ sĩ, tác giả nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, trừ ban tổ chức và ban giám khảo. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25 tháng 4 năm 2024, gửi về văn phòng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp.